Empire City, thành phố đế vương, là dự án căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với điểm nhấn là tòa tháp 88 tầng, là tòa tháp có số tầng cao nhất Việt Nam. Kevin rất hào hức muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm rất hiếm tại Empire City. Chào mừng bạn đến Duplex tại Chilea Residences. Được kỳ vọng phát triển như một thành phố độc lập bên trong thành phố, Empire City sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới về chất lượng cuộc sống đô thị hiện đại, không còn ùn tắc giao thông và không còn những hạn chế về cơ sở hạ tầng. Vị trí dự án Empire City nằm tại khu chức năng số 2B là lõi trung tâm tài chính quốc tế, nơi được quy hoạch bài bản và hiện đại. Kế bên đó là sông Sài Gòn và trực diện là trung tâm hiện hữu của thành phố. Vì vậy, Empire City mang tới một cuộc sống đô thị hiện đại với sự kết nối thuận tiện tới trung tâm thành phố chỉ mất 5 phút di chuyển. Dự án Empire City được đầu tư theo hình thức liên doanh giữa 4 ông lớn trong ngành bất động sản, đó là Keppel Land, Go Capital Partners, Trần Thái và Tiến Phước. Trong đó Keppel Land giữ 40% cổ phần, Go Capital Partners giữ 30%, Tiến Phước và Trần Thái giữ 15%. Đặc biệt các công ty này có tiềm lực kinh tế vững mạnh và kinh nghiệm lâu năm trong ngành bất động sản. Nhu cầu sở hữu những căn hộ có diện tích lớn tại khu đô thị Thủ Thiêm ngày càng tăng cao và những loại căn 3 và 4 phòng ngủ thì ngày càng khan hiếm. Hôm nay Kevin muốn giới thiệu tới mọi người một loại căn duplex chỉ có 10 căn duy nhất tại dự án Empire City. Có diện tích lên tới 203m² và được thiết kế thành 4 phòng ngủ, 4 nhà tắm và phòng khách có độ cao trần lên tới 6m9, một bếp và một phòng ăn riêng biệt và một phòng cho gia nhân. Cùng Kevin khám phá nhé. Và đây là thang máy chỉ phục vụ cho duy nhất 10 căn duplex tại đây. Và khi chúng ta bước ra khỏi thang máy thì đây là khu vực lobby riêng của căn hộ. Và đây là cánh cửa thoát hiểm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng thang máy chung cùng với những căn hộ khác, hoặc là sử dụng thang máy hàng để chúng ta có thể múc phim đổi nó chất vào đây. Khi bước vào nhà thì không gian đầu tiên chúng ta bắt gặp đó là không gian của phòng khách. Không gian phòng khách thì có độ trần cao lên tới 6m9 và đúng nghĩa là thông với 2 tầng với nhau và được bố trí kính full từ trần xuống sàn như thế này và sở hữu một tầm view ở đất giá panorama từ Biteco cho tới cầu Ba Son này, Landmark 81 và khu đô thị Sala. Tiếp theo là khu vực bếp được bố trí nằm gọn ở trong này và được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị bếp đến từ chủ đầu tư và có view nhìn thẳng ra đại lộ Mai Chí Thọ, khi chúng ta có thể vừa nấu ăn và vừa có thể ngắm đại gia đình ở đây. Thì trước mặt của đảo bếp ở đây là khu vực bàn ăn. Bàn ăn sẽ được bố trí ở đây và được cách biệt khỏi phòng khách bởi một bức tường như này để chúng ta có những không gian riêng với nhau. Và trong phòng ăn này được bố trí hai mặt kính hai bên để tất cả mọi người trong gia đình có thể nhìn được ra thành phố Hồ Chí Minh. Life Work Play Dream là cách chủ đầu tư kiến tạo cuộc sống bền vững cho cư dân Empire City, đáp ứng mọi nhu cầu cho mọi lứa tuổi và kết hợp không gian bên trong và bên ngoài. Tiện ích bao gồm những tiêu chuẩn cao cấp đến từ chủ đầu tư nước ngoài, hồ tràn theo tiêu chuẩn châu Âu dài 50m, hồ jacuzzi và hồ thư giãn. Hồ dài 50m thì nằm ở trên tầng 2 cùng với phòng sông hơi, phòng xem phim và phòng gym sẽ nằm ở tầng trệt. Và điều đặc biệt, khu vực barbecue tại Chilea sẽ nằm ở trên tầng 2 cùng với sân tennis và hồ bơi trẻ em, hồ nhân tạo và cầu đi bộ trên không. Mặt bằng tầng dưới này thì được bố trí hai phòng ngủ nằm ở bên tay trái. Khi chúng ta đi vào nhà thì chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ master. Đầu tiên, phòng này thì có diện tích khá là lớn và sở hữu một tầm view nhìn thẳng ra sông Sài Gòn, cầu Ba Son và nhìn được ra quận 1 nữa. Thì ở đây cũng được mà bố trí một tấm kính cổ khá là lớn và phun từ trần xuống sàn như này. Và sàn ở đây là sàn gỗ, cũng được bàn giao từ chủ đầu tư. Và bên cạnh đây là một tủ quần áo nhỏ được bố trí ở đây. Và thêm nữa, trong phòng này thì có hai tủ quần áo nằm gọn trong này và một chiếc gương để chúng ta có thể soi và sử dụng ở đây để được rất là nhiều đồ. Chúng ta có thể treo những cái đồ dạ hội này, váy hoặc là đồ quần áo ở đây rất là nhiều. Tiếp theo đó là nhà tắm, được bố trí hai bồn rửa mặt ở đây dành cho một cặp vợ chồng và bồn tắm cũng được bố trí trong này. Nhà vệ sinh và bồn cầu cũng được chủ đầu tư bàn giao, đây là bồn cầu thông minh và phòng tắm cũng được bố trí nằm gọn ở trong này. Tiếp theo chúng ta tới phòng ngủ nhỏ thứ hai. Phòng này thì chúng ta sẽ sử dụng cho khách tới nhà chơi này. Nếu mà qua đêm thì khách có thể ngủ lại tại đây. Ở đây chúng ta có một hệ thống tủ nữa này. Và tất cả những hệ thống tủ này sẽ được bàn giao từ chủ đầu tư Keppel Land. Đối diện với phòng ngủ thứ hai là nhà tắm dành riêng cho phòng khách.
thì ở đây cũng được trang bị đầy đủ là vòi hoa sen này, bồn cầu và bồn rửa mặt ở đây cùng với hệ thống tủ để chúng ta có thể để đồ như thế này. Chúng ta sẽ tham quan tầng 2 của căn hộ. Khi bước lên cầu thang này thì đây là cầu thang cũng được chủ đầu tư bàn giao và được ốp gạch đá tự nhiên. Tới đây thì chúng ta sẽ bắt gặp một cánh cửa, thì đây là cánh cửa thoát hiểm dành cho tầng 2. Thì cánh cửa này chúng ta cũng có thể sử dụng để múc phim đồ nội thất vào đây dễ dàng hơn. Trên tầng 2 này thì chúng ta có hai master bedroom. Thì phòng master bedroom lớn được bố trí nằm ngay ở góc và có hai tấm kính như thế này để chúng ta có thể nhìn được cả quận 1 này, cả đại lộ Mai Chí Thọ cũng như là Sa La nữa. Thì ở đây cũng sẽ có một hệ thống tủ ở đây. Đây là bàn giao tiêu chuẩn của chủ đầu tư. Và điều đặc biệt tại phòng master bedroom này, chúng ta có nhà tắm có view nhìn thẳng ra đại lộ Mai Chí Thọ. Và ở đây cũng được bàn giao tất cả các nội thất đến từ chủ đầu tư và bồn cầu thông minh nữa. Tiếp theo phòng ngủ master cuối cùng. Phòng này thì có view nhìn sang hồ bơi của Linden này. Chúng ta có thể nhìn thấy hầm này, nhìn thấy đại lộ Mai Chí Thọ. Và ở đây, trong này thì có một phòng tắm có diện tích lớn hơn những phòng tắm còn lại. Và cũng được bố trí tất cả các nội thất như là gói hoa sen, bồn thông minh và bồn rửa mặt ở đây. Cũng như là hệ thống tủ ở đây để chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ. Để đồ skin care này, đồ dùng cá nhân. Chào mừng bạn đến Empire City, mình là Kevin Long, làm môi giới bất động sản tại đây. Mọi thông tin chi tiết về căn duplex này và các sản phẩm bất động sản khác tại Thủ Thiêm, mọi người có thể liên hệ với Kevin để được hỗ trợ.